nỗi sầu. Mà em mới thôi chị có 100 mà, vậy em thiếu chị 100 nữa. Đúng không? Em mới thôi chị có 100 mà, vậy em còn thiếu chị 100 nữa đó. Hả? Em ơi, tính tiền em ơi. Dạ. Của chị ít nhiêu em? Ờ, của chị hết 100k. Ừ. Dạ. Cảm ơn chị. Ờ, em ơi. Chị có 100 lẻ nè. Hả? Trả chị 200. Chị có 100 lẻ nè. Trả chị 200. Ờ. Cảm ơn nha. Chị ơi, thấy gì đó sai sai á, chị có thấy sai sai. Chị ơi, thấy gì đó sai sai á, chị có thấy sai sai. Ừ, chị cũng thấy nó sai sai sao em. Ừ. Nãy giờ chị đưa em nhiêu? Đưa em 300. Ừ, hai lần là 300. Thiếu này 100. Mà em mới thôi chị có 100 mà, vậy em thiếu chị 100 nữa. Đúng không? Vậy em thiếu chị 100 nữa. Đúng không? Giờ chị đưa em hai lần 300. Em mới thôi chị có 100 mà, vậy em còn thiếu chị 100 nữa đó. Hả? Ừ. Cảm ơn. Mời em nha. Mời nha, nước ngon á. Vậy bà quen hồi nào? Tôi người yêu tôi năm rồi. Tôi mới quen ông tuần trước. Ông mới nói là ông còn độc thân. Ủa trời ơi. Ê bà, lâu rồi mới gặp. Làm cái gì vui quá vậy? Trời ơi, tôi mới có bồ đó. Ghê dạ, đâu. Kể nha. Trời ơi, tôi mới quen ông kia tuần trước. Ừ. Trời ơi, ổng nè, cũng giàu, ổng cũng bị hưng. Ổng bị tám giờ. Thôi, đã. Đã gì? Trời ơi, thích chưa? Đã vậy? Thì sao vậy, thì sao rồi, có bồ chưa? Trời ơi, đâu nghĩ vậy. Chào ghê, để cho coi bồ anh bồ tôi nè. Trời cũng đẹp trai dữ luôn nha. Trời ơi, nè. Ê, cái gì quen quen quá vợ. Ủa, sao bà quen bồ tôi vậy? Đâu, yêu tôi mà. Tôi nè. Đâu, yêu tôi á. Trời ơi, bà coi lại nha, bồ tôi đó. Gì vậy, bà quen hồi nào? Tôi người yêu tôi năm rồi. Tôi mới quen ông tuần trước. Ông mới nói là ông còn độc thân. Ủa trời ơi, đây là hình bồ tôi nè. Trời ơi, chị bình chung với bà nữa hả? Hồi nào đây? Mới hôm tuần trước tôi với ông đi chơi xong. Đi, tôi tìm ổng, tôi với bà đi tìm ổng nói chuyện cho ra lẽ. Trời mưa lệ chán chưa. Từng câu hứa xem như dư thừa. Lòng đau như chiều về. Tiền với chị không có vấn đề em ơi. Nhà sao mà gói được? Thì em phải giao hàng, giao nhà cho tới tận tay của chị. À, chị thấy căn này được không? Ừ. Căn này 12 tỷ. Cũng được á em, chốt cho chị đi. Ờ, chứ lại chị coi căn bên kia kìa, căn bên kia là đang là 45 tỷ á, hai mặt tiền luôn. Nếu mà chị chốt luôn hôm nay á là em giảm cho chị 50%. 45 tỷ hả? Ừ. Ok, chốt nha chị. Tiền với chị không có vấn đề em ơi. Không có cần giảm, chốt cho chị đi. Vậy chị đặt cọc luôn cho em hay sao? Giờ chị muốn chuyển tiền hay là chị đưa tiền mặt cho em? Cọc gì em? Chị không có cọc nha. Coi em gói hai nhà lại, ship tới nhà cho chị. Rồi chị trả tiền mặt cho, chị trả một lần. Ủa sao mà? Nhà sao mà gói được? Giờ đây giấy tờ chị em lấy cho chị giấy. Tờ chị viết chị cọc cho em, em mới chị nghĩ nhượng giấy tờ chị nhà em để đây xem gói được. Ủa, đó là chuyện của em chứ sao chị biết được. Thì bây giờ em bán hàng thì em phải giao hàng, giao nhà cho tới tận tay của chị thì chị mới trả tiền cho em được chứ đúng không? Ủa trời ơi. Vậy nha. Ủa? Coi rồi ship qua tới nhà cho chị rồi chị thanh toán cho, tiền mặt chị trả đủ nha. Chị về à. 10 cặp là hết 9 cặp cưới nhau. Quay quay ảnh nó có 3 ngày thôi. Chị bày em nói anh là em có bầu. Ôi trời ơi. Hello chị. Hello em. Hello mới gặp nha. Nhưng mà em có này em muốn nói chuyện với chị em. Tại vì em mới quen anh kia. Mà
Rồi rồi, chị hiểu rồi. Sở trường của chị, sở trường của chị cưng ơi. Trời. Sở trường của chị, sở trường của chị cưng ơi. Chị nói em nghe, chị tư vấn cặp nào ha? 10 cặp là hết 9 cặp cưới nhau. Yên tâm, tin chị, tin chị. Rồi, bây giờ để chị bày cho em cách này hay lắm. Ồ, hay quá vậy. Thử đi nha. Ok chị luôn, em về em sẽ làm cách chị nói. Ok, chị okay, biết. Ok, yeah. Cái gì báo chị nha cưng. Ok, ba chị. A few moments later. Sao em? Ôi, sao chị rồi, có làm đúng cách chị bài không? Có, em làm đúng như cách chị nói luôn, mà anh bỏ em rồi. Mà anh bỏ em rồi. Làm sao, em kể lại chị nghe coi thử đúng em không? Em nói gì cha chị nói luôn, em nói rảnh em có bầu rồi. Rảnh em có bầu rồi. Ừ đúng em rồi. Chị anh bỏ em. Trời ơi, sao kỳ vậy ta, chị thử hết 10 người, 9 người là cưới nhau mà sao em lại bỏ ta? Em kỳ không vậy? Biết đâu. Chị biết không, em quen ảnh nó có 3 ngày thôi. Em quen ảnh nó có 3 ngày thôi. Chị bày em nói anh là em có bầu. Ủa trời ơi. Sao giờ, anh bỏ em rồi đó. Chị có công việc không? Chị đi, chị đi xíu. Gì vậy? Chị quá dạ. Chị còn gì nữa đâu mà